Bê bỏ cái, không có cái này không đi được đâu đúng không? Không. Đấy. Ô, này thẳng tuyệt rồi. Ui Đúng rồi ôi. thẳng như kiểu cái khúc gỗ ở Thế này đây thế nào. thì khác gì xính đâu. Bây giờ có cái thêm cái này nó còn vướng à. Đấy, Cái về cái khớp gối nó này không nhìn co cái lại được khớp, à? không cái khớp gối cái thì nó co như thế là chắc nó không sao đâu, là cái chân ở dưới kìa, cái khớp ở dưới, bởi vì cái khớp ở dưới kia nó bị nghiêng. Đi đâu anh? Đi chơi về à? Xin chào chào các bác tất cả nhá. các bác nha. Hôm nay Phiang với em Xính lên trên nhà thăm lại vợ của Giàng các bác. Vợ của Giàng là hôm trước là em Xính nói là tự bó bột, là tự tháo cái bột ra ấy nhỉ. Vâng. Nên là cái chân bây giờ có khi là phải làm phẫu thuật lại lần hai rồi. Đúng rồi, bây giờ phải cho đi chụp chiếu. Với lại một nữa là nó kiểu anh già ấy, nó cũng nó nhìn nó thế rồi nó kiểu mọi người cứ nhìn cứ tưởng nó biết, thật ra là nó nhìn nó người nó cũng không biết chữ như em cả, bởi vì nó không còn không hiểu biết ấy, thì em mới dặn nó dặn đi dặn lại ấy, nó không hề hiểu mới gì cả, nó bảo là nó như thế rồi biết mình biết làm cái gì thế nữa, em bảo là thế thì phải cho đi phẫu thuật lại thôi. Thế em không có xem tivi và xem tin tức ở trên tivi à, người ta nó 3-4 năm sau nó vẫn là đi phẫu thuật, nó vẫn có người nó vẫn có thể đi bình thường lại, mà chỉ đâu nó không phải là người khuyết tật đâu, nó chẳng qua là nó là Bị ngã bị xe à? ngã, nó bị ngã nó khất, nó không phải ngã xe đâu, nó ý là nó nhảy ra vào cái đá đấy, chắc nó quỳ đập vào cái đá ấy. À, chắc đập cái ống đồng vào cái phần đá Đúng nhỉ? rồi, xong rồi nó bị gãy, nó một cái hai đoạn thì bây giờ nối lại nó liền rồi, thì bây giờ nó cứ đi tìm thuốc nam ấy, bảo là nếu mà khỏi thì lấy họ lấy 1 triệu, thì thật ra cái đó cái thuốc nó không phải là để chữa cho cái liền như thế. Bây giờ nó em mới bảo là bây giờ anh đi cho đi viện chụp X quang với lại siêu âm lại, thế nó bảo nó có tiền bây giờ nó phải bán trâu đã. Bây giờ con trâu nó họ chỉ cho tầm khoảng 15 triệu thôi. Thì bán mà họ cũng không lẽ họ chỉ cho 15 triệu thôi thì nó quá rẻ. Con trâu 15 triệu thì rẻ quá. Cái con trâu đấy nó không phải nuôi ngắn đâu, con trâu đấy nó đã được 4-5 năm rồi. Rồi 4-5 năm rồi. Thế anh tí nữa đấy các bác là cũng bảo là đi bệnh viện nhưng mà cứ bảo là không có tiền, bây giờ cứ ở nhà là bó thuốc nam. Phèn với ở em Xính này nên là động viên tinh thần là bảo đi bệnh viện đi, là xem nên là tình hình chân như nào rồi. Vâng. Thế chứ tình hình như này là không ổn rồi đúng không? Đúng rồi. Đi, anh em mình đi trước. Bởi vì nó là một người, nó là anh già ấy, nó là một người ở trong gia đình ấy, nó là một người kiểu là nó là Không hiểu biết lắm à? nó không hiểu biết, nó cũng là người gánh vác hết cả gia đình của em. Bây giờ nó thành ra như thế, nó là kiểu là nó không làm được việc gì nữa. Đấy, bây giờ mà không đi bệnh viện thì cũng khó. Mà nếu mà bây giờ mà bảo là không đi bệnh viện mấy hôm nữa chân kiểu gì nó cũng bị thẳng đượt ra như thế đúng không? Nó thẳng như thế thì cả đời nó đi như thế, đi kiểu đi lấy quỷ ở trên rừng cũng khó thì viện. Nó sẽ không làm được gì nữa, chỉ ngồi ăn thôi. Làm việc nhà thì việc nhà có cái gì đâu, chỉ quét nhà còn khó chứ. Cái hôm Không mà tháo bột đi bác sĩ đã hẹn ngày xuống tháo rồi. Nếu mà đi xuống tháo thì có khi bác sĩ kiểm tra lại cho. Đấy Nhưng mà thấy nóng quá, ngứa quá hay tự cắt ra. nó thấy thối ra, nó kiểu là nó tiền đi lại nó đắt quá, nó không đi nữa. Với lại nó cái danh già nó không biết chữ, nó không hiểu cái gì về cái đấy. Nó cũng không hỏi mọi người, nó không biết là thời gian bao lâu đi xem ấy. Nó không biết, nó không nắm rõ được. Bây giờ cái xương nó liền vào nó sẽ cứng thẳng luôn. Đúng rồi, gân cứng ấy, là bây giờ nó kiểu chắc là lúc mổ cái bác sĩ mổ hay là nó thiếu cái gân gì nào đó không nối lại hay sao ấy. Với lại nó chắc lúc bị cái gì đó rồi. Không, chắc là nối hết rồi, xong hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng là lúc mà mổ xong rồi là đến lúc mà đi tháo bột đây là phải xuống kiểm tra lại. Đúng rồi. Chứ còn đâu bây giờ mà tháo bột ra rồi chân nó bắt đầu liền lại tí là bây giờ nó cứ thẳng đường như thế thôi.
lâu lắm hay không lên Nũng Cáng các bác. Đường hai bên Nũng Cáng là mọi người cũng phát sạch sẽ. Xính này có hay xuống không Xính? Em thỉnh thoảng em xuống. Ừ. Thế đợt này ở trên Nán hôm qua nghe là chó bị làm sao à? Chó của em đợt nào em xuống mua hơn 100.000 tiền thuốc và tiền vào nó không cứu được nó phát chết, nó dịch ấy. Chó bị dịch à? Vâng. Thế còn thế này, ở đây chó nhà nào cũng gầy gầy này, cũng dịch. À. Nhà em còn 3 con bé bé em. Thế à? Cũng tiền vào nó đỡ nó ăn cơm. Ồ. Cả con lợn cũng dịch. Hôm qua em vừa chạy xuống đi mua thuốc cho lợn ấy. Đã đỡ chưa? Bây giờ nó ăn cám trở lại rồi. Ăn cám tiền cho nó 3-4 múi. À, thế còn vợ về chưa? Vợ của em đi nhà ngoại. Đi nhà ngoại à? Nó đi chơi hay là trốn về đấy? Nó đi chơi đâu. Em đưa nó xuống à? Đưa nó xuống đó xe cái nó khác về. À, về nhà bà ngoại chơi. Nó về chơi 1-2 hôm thôi, quay về. Ừ. Em đang bảo rảnh mai ngày kia anh em mình cùng đi lên xong là đi. Anh đánh xe của anh đi xong là mới chở được 3-4 bao ngô xuống này. Ờ, là xin ngô của bà ngoại à? Hay như nào? Không hay phải, mua? Mua của nhà khác. Mua à? Vâng. Mua về để cho lợn ăn hay là cho gà ăn hay cho mình ăn? Mua cho gà ăn, lợn ăn. Cả mình cũng ăn được mà. À, nếu mà mấy hôm nữa mai anh đi vào trong Minh Sơn. Vâng. Anh làm đường. Thế ngày kia thì anh cũng không biết, nhưng mà ngày kia có thể là anh sẽ đưa lên. Cứ lâu anh, lắm anh không đến thăm bà ngoại nhỉ? Cứ rảnh là anh em mình đi được. Ờ. Đường ở đây nó bị nước chảy ra bẩn hết rồi. Nước ao của tòa ấy. Ao của tòa này. Nó bị rò rỉ ấy. Bị rò nước. Đấy, ai chờ phơi lúa đây đây. Nhà bác Phù thì thôi. Anh mày chưa về sao? Ừ. Ăn cơm chắc ăn cơm chưa ở trên đường luôn ấy. Ờ. Chỗ này cũng có nước nhỉ? Con trâu nó còn đầm đây này. Ông giáo để trâu tắm đấy. Trâu nhà giáo à? Ờ. Ông giáo à? Đấy, đây là mẹ của nhà hoa hồng nữa này. Nhưng mà từ hôm đi viện là cũng chưa có thông tin, chưa gọi được. Biết là tình hình như nào. Đấy á. Ờ. Nhà mẹ của Hồng ấy. Không phải chứ. Ờ, bà ngoại đây. Chào nhá. Con nọ con dê nó để con ướt hết, không có cái gì sới nó. Được mấy con rồi, đẻ mấy con rồi? Hôm nọ em mua một con cái vào nó đẻ. Đi, ra trong nhà nào. Vợ già này tên là gì nhỉ? Dầu. Dầu à? Vâng. Chào nhá. Nại bó thuốc nam vào rồi à? Đây. Ăn kẹo con. Giang đi đâu rồi? Đi làm đường. Đi làm đường rồi à? Thế là không ở nhà nhỉ? Thế như này từ hôm bó vào là đỡ chưa? Cái này bó vào nó không biết khỏi cái gì đâu nó. Thế chả biết thế nào. Cứ ở không biết thế làm gì. Thế nó bảo đi bệnh viện không đi à? Hả? Nói em cũng có nói mấy lần nó bảo nó không có tiền. Đi khám hay chứ, đi ấy chứ. Là bây giờ cái chỗ này nó còn đau không? Chỗ này thôi, chứ chỗ này cần gì nữa đâu. Cái khớp ở trên đầu gối gập được chưa? Gập ra thì nó đau không? Gập, cái đấy thì là gập đi gập lại là mình phải tập. Mới đầu nó đau thì sau đó nó đỡ hơn. Nhờ. Vậy hai đứa con, trẻ con này. Hôm nay là chủ nhật không đi học. Đấy cho nó đi thôi, chú bóc ra cho. Thế phải đi chứ. Nọ bảo đưa tiền đi bệnh viện để khám mà không đi. Không đi thì mai kia chân nó suốt ngày nó như này thôi. Bây giờ quan trọng nhất là cái chú này này. Bây giờ cứ thẳng được thế rồi. Thẳng nó thì đi vòng vòng ngón chân lên. Bây giờ mà bảo là nếu mà cứ để như này nó sẽ khỏi luôn. Nhưng mà chân nó sẽ thẳng ra. Bây giờ nó có đau nữa không? Bây giờ nó không đau thẳng nữa. Chỉ đi ngón chân thôi. Đi cứ bằng ngón chân này. Ờ. Thẳng tốt như thế như kiểu cái khung gỗ. Bây giờ muốn ấy là phải mổ lại chỗ này này. Bây giờ phải mổ lắp lại cái bánh chèo à. Thế không giàng không ấy à? Không bảo đi mổ lại à? Không chụp chiếu lại à?
Không phải bây giờ đi dưới kia mất nhiều tiền lắm, nó không không có tiền đâu là mà đòi bán cho, nhưng mà bán của nó để lấy, nó không thèm lấy trâu đâu. Ừ. Bán trâu có 15 triệu thì bán làm sao được. Thế đã đi lại được chưa? Bây giờ em đưa cho cái nẳng cho em bảo bắt nó tập đi à. Từ được mấy tháng rồi nhỉ? 4 tháng rồi. Sao em không nói được, 2 tháng em về em lấy cái que em bắt nó tập để đi. Bây giờ chân cứ thẳng đượt như này. Tập mãi không đi được, em nhìn thấy cái chân thẳng như thế em bảo là đi mổ, em bảo để em bán trâu đó, em bảo là em thế bảo nhờ, có nấu cơm dậy đi nấu cơm được không? Không đi nấu cơm được à? Nó thẳng như thế cái kêu như kiểu, nhưng mà nó đỡ hẳn như cái của mà thằng cái anh trai mà ở trên kênh A giờ quay ấy. Ừ. Thì nó lại dễ hơn. Còn cái này nó thẳng như thế này là không đi được. Còn thằng anh trai kia nó của nó lại cong, nó lại đi được. Ờ. Thôi nếu bây giờ bảo là tuần trước đã bảo là đi bệnh viện để mà khám đi, xem là người ta cho phác đồ điều trị như nào, phải mổ hay như nào, bây giờ nó liền rồi gì nữa. Cứ đắp cái thuốc lam này làm gì? Bong gân trượt khớp thì bóc mấy cả mấy đắp thuốc lam chứ, bây giờ là mổ ra như thế rồi đắp gì nữa. Bây giờ nếu mà quyết định đi phải đi sớm vào. Chứ mấy hôm nữa không được đâu, muộn thì là xong hết rồi gì nữa. Thế em bảo là bây giờ nếu mà muốn đi thì đi như bây giờ. Còn bây giờ việc gia đình có ai làm đâu, bây giờ chỉ có mấy thằng mình anh già. Cái anh già bây giờ dạy về nó đi làm đường, cái bây giờ nó phải đi chặt cỏ trâu cho trâu, không là nó mới đi làm. Còn chỉ đâu về nó ngồi ở nhà nó đâu, nó dính cái chân nó như thế này làm không được. Thế mới bảo bắt buộc phải đi. Mai kia chỗ mình là đường đồi núi nữa, nếu mà đi lên đi cấy lúa hoặc là trồng ngô là phải đi lên núi. Đúng mà rồi. Chân cứ thẳng đượt này đi thì khó. Lại phải dùng đến cái này thôi này. Giống như kiểu xính ấy kìa. Nếu mà nó vốn dĩ từ nhỏ nó dính như thế còn đỡ. Nhưng mà là cái này là mình ngã rồi nó bị chuột, nó bị bong gân nó như thế mình mổ được. Nó chứa nó còn đi mổ còn được. Nhưng mà trâu lần này rẻ thế nhỉ? Chẳng biết nó kiểu nó xuống giá mạnh quá. Cửa bây giờ là phải đi ấy đi xuống dưới kia kiểm tra để xem họ ấy bảo là hết chữa như nào, mổ như nào, bao nhiêu tiền mình biết được chứ, ngồi ở nhà bảo là hết bao nhiêu tiền. Chú ơi. Cho một hậu trái. Hả? Nha. Bảo lần trước bảo rồi vẫn không nghe. Bảo bây giờ muốn là biết được bao nhiêu tiền thì mình phải đi chứ. Mà bây giờ chủ yếu là giàng thôi, chứ nó quyết định chứ làm gì. Chính này là không biết gì luôn ấy. Nó không không nó không biết chứ, nó không cũng không hiểu gì. Không hiểu biết. Bây giờ nếu mà không ấy là suốt đời đi như này ấy. Thằng Dông. Hiểu không? Hiểu chưa? Vẫn hiểu rồi. Nhưng mà sao? Không có tiền thì làm gì? Không có tiền thì bây giờ phải ấy chứ, phải đi khám chứ. Bây giờ cùng lắm mà cũng phải bán trâu ấy chứ. Bây giờ còn trẻ, bây giờ mà cứ như này thì thành tật đi từ giờ đến già hay sao? Tiếc gì? Con trâu to không hả Xính? To mà, dưới chuồng thế hả? Mà bán có ấy nhỉ? Mà nó không lấy. Mà nó biết là đang cần tiền nên nó cũng không lấy đâu mà. Nó mách rẻ. Bây giờ cần cái này đi chắc cũng phải 15 20 triệu đấy. Lần trước đi mổ hết bao nhiêu tiền? Không mất tiền à? Có bảo hiểm à? Nó có bảo hiểm. Thế bây giờ đi mổ lại thì cũng không mất tiền đâu mà. Bây giờ đi mổ mới này nó khác rồi. Tiền thì chắc họ đã xem mình. Trước đi làm được một tuần họ cũng xem. Nó có tiền thì nó nhanh hơn. Nhưng mà cái đợt mà Phen bảo lên đây xong là bảo đi có đi không? Không đi. Đấy. Lúc đấy không đi. Lúc đấy nó chưa kiểu nó nhìn nó còn khéo khéo này. Bây giờ em bắt nó tập mà nó bây giờ còn nhìn nó cái chân nó còn kiểu nó trắng ra một tí. Ừ. Bây giờ phải đi lại vận động cho máu nó lưu thông từ trên xuống dưới này. Lưu thông từ trên xuống dưới này. Này nó lưu thông như này. Thì nó không. Nó dễ hơn. Thế là trước là ngã xe là cái này bị đập vào đá à? Hay như nào? Quỷ cái gối của nó đập vào ấy. Hả? Chắc là quỷ như thế này xong là trúng cái này cái quả này. Ừ. Trúng hai quả này. Trúng quả này với quả này ấy. Ừ.
Nè, bánh chè này, chỗ khớp này, đây khớp này nữa. Chỗ này lõm đi. Bây giờ mà cứ như này là mai kia không biết đi cấy ngô kiểu gì rồi. Nó chỉ ở nhà đi nhà quỷ còn khó, đó nó ăn còn khó chứ không phải là kiểu là bình thường được. Nên bây giờ là một mình tay ông Giàng làm hết thì cũng được. Bảo rồi đi khám lại đi, đi chữa lại đi bây giờ mà cũng khó các bác, bây giờ không có đồng nào trong nhà nữa. Có mỗi con trâu để bán thôi. Con trâu để là nuôi để ấy thì bảo bán có người ta mua có 15 triệu. Trâu ngày xưa 30 triệu, 40 triệu một con to. Con kia thì ít nhất lúc xưa thì nó phải rơi vào 4 50 triệu rồi, nhưng mà bây giờ nó chỉ có cho được thế thôi, nó thấy cần tiền nó chỉ cho rẻ thôi. 15 triệu thì đúng là bán là cũng phí. Đây là anh không biết từ đầu luôn, là từ cái đợt mà bị ngã là không biết. Nó nằm được một tuần đấy, cái bác sĩ không xem gì hết. Em lúc đấy chú Hải còn đang ở trên kia, anh ra bảo không xem cái gì đâu. Em mới bảo là dính, em không hiểu em bảo dính ở đâu thế, em mới đi ra. Em mới đi xong rồi em mới hỏi bác sĩ bảo là cái đấy không sao đâu, cái đấy phải đợi cho nó cái phải hút cái dịch của nó ra hết. Phải đợi chắc, hút dịch ra. Thì chắc cái đợt đấy là cũng phải đợi hút dịch ra đã sau đó mới làm được, chứ còn đâu đúng bác rồi. Sĩ nào không quan tâm nó đâu. Nó sưng to mà. Ừ. Đấy như này Phèng cũng lên thăm động viên rất là nhiều rồi, là bây giờ là một là muốn nó lành lại như cũ ấy, thì bây giờ phương pháp cũng là phải mổ cái này ra. Bây giờ nó đang thẳng giật như này rồi, nó liền lại rồi, bây giờ mổ ra để là phẫu thuật lại mới được cái chỗ này. Không là bây giờ lúc nào đi cũng này, mà ở trên vùng cao thì chủ yếu là đi neo đồi các bác, neo đồi neo xong là xuống ruộng. Đấy, mà chân bây cứ thẳng, chân nó thẳng tốc như kiểu cái khúc gỗ như thế, con bây giờ con gập được đâu, cái đồng gối đấy không gập được. Thế bây giờ bỏ cái này đi có đi được không? Không thể nào đi được. Nào cái phải... chân nó cứng lại hết, nó thẳng tức. Thế nào ấy anh? Thế nào bây giờ đi là phải đi bằng cái này à? Không tự đứng lên đi được à? Không, nó cứ ngủ, chỉ sau nó cứ ngủ, cứ ngồi và cứ ngủ ra xe mới đưa cái gậy, em bảo phải cho cái gậy. Thế phải tập đi lại chứ. Hả? Cái này là chống là đi được đúng không? Là co mỗi cái là cái chân này cứ co lên thôi. Cứ đi thẳng thẳng thôi. Đi thẳng thẳng này chết cái đầu ngón chân chấm vào đất thôi. Này làm giải quá các bác cũng khó khăn, ở trên vùng cao chẳng có tiền. Hôm nọ mà bảo đi rồi thì còn biết được phác đồ là hết bao nhiêu tiền. Xuống để kiểm tra lại. Mình mổ chỗ nào mình xuống đấy mình kiểm tra lại, vẫn còn hồ sơ đấy mà. Kiểu lúc về anh già cũng không biết chứ, cho nên là cái hồ sơ cái anh già không biết là hôm nào để ngày nào ấy. À đúng rồi, ông ấy không biết đọc nữa nhỉ. Thế là nó bỏ như kiểu cái phiếu để lấy thuốc thế thôi, bỏ đi thôi. Cứ để thế thôi, xong là về nó nghiến nghiến trùng ra, thay là đi lấy cồn về rửa không rửa không được. Bảo thấy chắc cũng đỡ rồi, thế tháo cắt tử lấy dao cắt cái bột đi tháo. Cắt tử tháo thế chắc là bị lệch cái bánh chè dưới. Mà không biết cắt nó lệch nó, đâu đi thử không, cho lúc đấy xem nào không hiểu là lệch ở dưới đi này. Này bê bỏ cái này, không có cái này không đi được đâu đúng không? Không đấy. Ô này thẳng tuyệt rồi. Ui rồi ôi thẳng như kiểu cái khúc gỗ thế này thì khác gì xính đâu. Bê có cái thêm cái này nó còn vướng à? Đấy cái khớp gối nó không co lại được à? Không, cái khớp gối thì nó co như thế là chắc nó không sao đâu, là cái chân ở dưới kìa, cái khớp ở dưới. Bởi vì cái khớp ở dưới kìa nó bị nghiêng. Anh nhìn cái chân của nó kìa, nó bị nghiêng nghẻo kìa này. Nó bị chạch sang. Nó bị chạch sang nó, bên. Nó nghiêng như bên này. Đi nó giống như thế này các bạn, nó bị nghiêng như này. Nghiêng như này đúng không? Nó nghiêng như này đúng không? Nhìn kiểu đấy hiểu mà. Như này đúng không? Chân của nó bị chuột khất ở đấy rồi. Nó tháo ra từ lúc tháo bột thì nó bị bây giờ bỏ hết những cái lạng này đi là không ấy à? Không đi được à? Không đi được. Bởi vì cái đấy nó dài hơn này, nó không chống không ngồi xuống được như này đấy. Không? Ngồi như này chắc không được đâu. Không ngồi được. Bây giờ nào? Bây giờ cứ đi chống bằng cái ngón chân như thế nó không làm được bất cứ cái gì cả, nó không leo đùa được đâu. Không cũng không ngồi được xuống này là nấu cơm nhỉ? Ngồi nhà chờ ăn à? Không, để xây học.
ngồi chỗ này thì được đúng không? Đâu xính về đây nào. Đây về hai chị em là như nhau luôn. Xính dịch vào đây nào. Xính đứng dậy ra đây nào. Cái chân của nó cũng chân bên kia luôn nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ nó chống cái ngón chân kia nó đi leo đùi nó không đi leo đùi được đâu. Ở nhà còn khó. Không em xính này thì là em ấy còn là con trai lại khỏe nữa, nghị lực nữa. Với cả nó đỡ vướng, đây như này là thẳng tượt nên là vướng luôn. Đây anh khuyên em ấy là bây giờ là còn nước còn đát mang cái chỗ chân này đi xuống bệnh viện để mà khám đi. Đừng có ngang nữa, nói rồi, hôm trước đã bảo đi rồi, không đi. Kể cả phải mổ ra để mà làm lại cho đi được nó như này. Này, nó như này, ít ra nó phải như này. Bởi vì em nhìn thấy... Không là khổ cả đời đấy. Từ giờ đến già đấy. Anh nhìn thấy trên TV cái nó nuối cái nó bảo là chỉ còn đúng một cái gân này đỏng, một cái ngón chân này đỏng thôi là nó nuối được tất cả mọi cái gân đấy. Nó làm được mọi thứ mà. Bây giờ y khoa phát triển rồi, công nghệ họ áp dụng vào làm nó dễ rồi. Còn người dân của mình thì mình không có tiền, mình không có tiền thì không có ít tiền cho nó thì nó không làm tốt. Nó chỉ chữa cho khỏi thôi. Xong là với lại người dân của mình không biết, xong là mình cứ nó kiểu định kỳ tháng sau đi thôi kiểm tra lại. Đi về cũng không biết cứ ngồi đi không ấy nữa. Đứng mỏi chân nhưng mà phải tập đi lại đi, chứ còn đâu không đi lại thì cứ ngồi một chỗ này. Úi giời đấy các bác. Nó còn vướng hơn nhỉ? Nó kiểu thẳng như thế nó dài hơn ấy. Ừ. Thế là... Tính ra mà như mà có tiền ngay từ đầu hoặc là đi bệnh viện lớn ấy, trung ương ấy thì là sẽ không một lần là xong, không có tình trạng như này nữa. Đến thăm động viên tinh thần như này nhá, bảo với Giàng rồi nhưng mà Giàng nó không nghe. Hôm nay mà gặp Giàng ở nhà bảo để Giàng nó hiểu hơn. Xính này nó còn biết này. Là đến đi ấy đi. Nếu mà hôm nào có đi bệnh viện mà không muốn mất tiền taxi thì gọi Phen 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 đón. Là đưa đi để mà khám ấy chứ. Nhớ chưa? Cứ vâng xong là thôi. Cái này không ấy đâu, không đùa đâu. Là hỏng chân là đến lúc là cứ thẳng tượt ra đi cả đời luôn ấy. À Giàng về à? Nó sửa nước nó về. Phải không? Phải. Đấy rồi. Số tài tao đã trả Giàng à? Tùa với nó. Đi đâu về? Mô rồi không? Phải. Ờ. Đi về đây. Ngồi đây, ngồi đây. Chắc phải lấy cái mic kia sang nhỉ? Thế thôi ông Giàng này chết rồi. Sao? Vừa đi làm gì về á? Đi làm cống trong kia ra. Làm gì? Làm cống đường trong kia ra. À làm cống à? Giờ nghỉ ra. Nhưng mà như này bây giờ giải quyết vấn đề như nào? Chân này này. Anh làm biết cái gì đâu mà. Chân này nó đi chụp chiếu về rồi nhưng mà nó kiểu là đang chụp được về mấy ngày xong là anh sang đây nhưng mà em bảo là chắc không có tiền đâu, cần phải đi nhưng mà nói cái trục chiếu kia vẫn còn ở đây. Nhưng mà cái này bây giờ nó đang không, nó không gấp được lại chân này này. Đi bệnh viện từ hôm Phen đến là đã đi chưa? Đi được mấy ngày rồi. Đi mấy ngày rồi á? Rồi đi được mấy ngày trước rồi anh về đây. Sao bảo là chưa đi? Thì là mình đi mấy ngày trước mà anh chưa lên rồi. À trước cái lúc mà em Phen lên đúng không? Vâng. Chỗ này bây giờ nó đang bị thẳng tượt như này ra rồi, bây giờ là phải xuống chụp lại cái chỗ này này, cái chỗ này với cái chỗ này. Nhưng mà cái chỗ này thì chắc là nó được rồi này. Nhưng mà cái chỗ này nó chưa được đâu. Chân là lúc nào cũng thẳng tượt như này. Bây giờ là phải đi mổ cái chỗ, đi chụp cái chỗ này này xem là vấn đề nó ở chỗ nào để tháo gỡ ra. Chứ không là từ giờ đến lúc này già là đi như này đấy. Chắc phải đi. Nếu mà đã bảo đi thì mai ngày kia đi luôn hoặc là ngày mai đi luôn đi chứ. Cứ bảo là hôm nay chủ nhật thì mai thứ hai rồi đi thôi. Chứ đừng có ấy. Đừng có để lâu quá. Để lâu quá nó thành cứng lại thành tật ấy. Bây giờ mai kia mình đi trên nhà mình ở trên đồi đúng không? Mình đi ruộng đi nương là mình phải đi thẳng tượt như này luôn. Đúng. Bây giờ cái khớp ở dưới kia nó cong như thế là bác sĩ
khớp vào, nó tháo ra, nó lắp lại, nó mối lại, nó cho nó lắp đúng vào vị trí của nó là nó buộc là như là cái khớp dưới này đi trục về, nhưng mà cái khớp này nó bị gãy, nó bị lệch như này này, đây này, nó lệch như này này, nó lệch, nó gãy, nó gãy á, chụp gãy đâu, nó bị tuột cái khớp, cái bánh chè bị hai cái kiểu nối này, cái chỗ này nó bị vỡ như thế này, cái quả này nó bị vỡ, không phải vỡ, nó bị chuột rất chỗ này, cái mang chè này, cái mang chè này nó bị rướt nữa. Thứ hôm nay chủ nhật rồi, thứ hai đèo vợ đi đi, vay mượn đâu lấy một ít tiền. Châu bảo là định bán à? Không có tiền thì bán đi. Họ biết nó bị bệnh như thế là họ không cho giá cao đâu mà họ chỉ nó chỉ giả dè. Châu có 15 triệu nó thế bán làm gì cái con châu đấy? Về nó biết như thế này cần dùng thế này thôi mà nó không là nó biết là nó không mua nó. Thế bây giờ không có ấy à? Còn tiền trong nhà không? Tiền gì? Không có đâu. Dạo này cháy túi rồi. Nó đi mua thuốc này đúng không? Nó có tiền giả. Ừ. Giang là ba đứa con nhỉ? Ba đứa. Đứa này này, hai đứa con gái. Đứa này đi học mà. Hai đứa con gái. Anh già hai vợ chồng nó đi là có chồng mấy đứa này. Còn đứa kia không phải, đứa kia nó học chơi. Đứa bé kia với cả hai đứa này nữa. Vậy đứa nó đi học. Cố gắng nhá mà đưa vợ đi bệnh viện đi. Để kiểm tra chứ không là thôi mà nếu mà cùng lắm thì vẫn phải bán con trâu đi để ấy để mà chữa chứ không đến lúc từ giờ đến già là cứ như thế là chẳng làm được cái gì cả. Thế em mới bảo đấy, em bảo là nó phải là từ nhỏ nó dính như thế, bởi vì nó ngã nó mới dính như thế thì mình đi cho bác sĩ nó soi nó chữa lại. Bây giờ làm bác sĩ làm lại là khỏi ngay mà. Bác sĩ làm lại nó kiểu nó lệch hết thì bác sĩ lắp lại vào cạo lại cái chỉ cái đi cắt đi mà. Nó lắp lại vào vị trí cũ ấy. Đúng rồi. Chứ bây giờ là y khoa phát triển rồi, người ta làm được hết. Không là ràng là từ giờ đến lúc già là cứ phải chăm vợ với là làm các việc khác thôi. Cấy ngô không cấy được, đi chăn trâu cũng không đi chăn trâu được, lấy cỏ không lấy cỏ được, vậy không làm được gì. Trâu chảy còn không đuổi kịp trâu, còn đuổi không được gà ấy, không phải đi chăn trâu nữa đâu. Đấy, bây giờ còn ấy thì phải chữa đi nhá. Lần bảo thì là hôm trước lên bảo đi, từ đợt đấy thì không đi. Đợt đấy đang đi được về một tuần. Là mới về đúng không? Mới về thì... Nhưng mà bây giờ đợt ý là thấy nó có vấn đề thì phải đi khám luôn. Bây giờ thì chắc chắn cũng phải đi chứ. Phải đi thôi. Ờ, đi chứ. Đấy thứ hai. Bán cái con trâu của nó biết là nó cần như thế mà nó không cho giá cao, nó chỉ cho được khoảng dưới 15 triệu đấy của nó. Bây giờ là phải ấy trước đã, phải ra đấy trước đã, xong là về xem là phương án như nào. Chắc về đi luôn. Thứ hai. Thứ hai đi, hôm nay chủ nhật rồi. Nếu mà thứ hai đi thì cứ có gì cứ gọi. Nếu mà ngày mai đúng không nhỉ? Ngày mai thì lại phe lại không ở nhà rồi. Ờ, thì là cứ ra bệnh viện đi xong là khám xem là tình hình như nào, lại báo lại cho phe nhá. Vâng. Để mới biết được làm. Về nhà thì có một đứa con kìa các bác. Đứa đấy thì lại bây giờ là làm xong giấy tờ về ấy chưa? Cho nó chưa? Có giấy tờ chưa? Có. Là giấy tờ về người khuyết tật đấy các bác. Bây giờ vợ nữa thì cũng khổ lắm. Đấy, lên động viên tinh thần thế nhá, nhớ là phải đưa đi nhá. Chứ không là không được đâu. Đưa đi ra bệnh viện đi, xong là ra bệnh viện là có vấn đề như nào thì bảo tiếp. Là bảo là chia sẻ với phe là đấy là vợ là như thế, là bác sĩ bảo cho mổ được. Đấy mà cũng hỏi luôn các bác sĩ là nếu mà mổ như thế hết bao nhiêu tiền, các bác sĩ báo luôn cho. Đấy mình hộ nghèo có bảo hiểm nữa thì cứ mang đi. Là đơn giản thế thôi chứ còn đâu không chữa là đến lúc là không khỏi được đâu. Nhá, thôi phe đi về đây. Nhớ chưa? Vâng. Cũng lâu lắm rồi các bác, phèn với ở
Rồi em xính là chính là xính nó gọi điện nhiều, nó cũng động viên tinh thần nhiều nhưng mà không đi. Giàng là ngày xưa học không được học lớp nào đúng không? Nên là không biết. Nên là biết chữ đúng không? Đó. Nên chia sẻ với các bác về đó là tình hình sức khỏe của vợ của Giàng các bác, là tình hình như thế. Chân là bây giờ đang thẳng đượt này, cũng rất là nhiều các bác quan tâm đến và bảo là Phen là lên đi, xong là bảo Giàng đấy, bảo Giàng, bảo Xính, bảo Giàng nữa là đưa vợ, đưa chị dâu đi bệnh viện để mà khám chữa đấy, có tình hình như nào thì báo lại để mọi người biết. Cứ đi bệnh viện trước đi, xong là về xem là chữa hết bao tiền, lúc đấy mới quyết định bán trâu bán bò sau hay như nào đấy nhá. Phen hôm nay nên chia sẻ với các bác để các bác nắm rõ hơn về tình hình sức khỏe là chân tay như thế, cũng do là muốn đi chữa năm đúng không, nhưng mà do là điều kiện kinh tế tiền không có nên không dám đi. Nó như thế là Phen chia sẻ với các bác. Thì video của Phen chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Phen xin trân trọng các bác đã xem video của Phen, cũng là một cái video ngắn ngắn để chia sẻ về thông tin hiện tại của vợ Giàng. Cũng mong là thời gian tới là đưa ra bệnh viện là có cách chữa trị cho tốt nhất nhá. Phen xin chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen.